Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 1 phần luyện tập trang 195 sách giáo khoa môn địa lý lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. Câu hỏi: em hãy tìm những ví dụ thể hiện các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người. Để trả lời được câu hỏi, em hãy dựa vào những kiến thức đã học ở trong bài kết hợp với tìm kiếm những thông tin trên Internet. Ví dụ, tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất. Trữ lượng than ở nước ta tập trung nhiều ở tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy, ở tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp khai thác và chế biến than. Còn đối với tác động của thiên nhiên lên sinh hoạt của con người, cô lấy ví dụ, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở nước ta, do có hệ thống sông ngòi và kênh rạch dày đặc, nên người dân ở đây thường xuyên di chuyển bằng các xuồng, ghe. Các em có thể quan sát và lược đồ ở bên trái. Đây là hệ thống kênh rạch cũng như là sông ngòi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn đây chính là hình ảnh minh họa chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long. Người dân buôn bán trao đổi hàng hóa trực tiếp ở trên sông. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong bài 1 phần luyện tập trong 190 năm sách giáo khoa môn địa lý lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong video bài giảng tiếp theo.